Chương trình cà phê ngày mới sáng nay sẽ được tiếp tục với những tin nóng đáng chú ý khác. Dịch Covid-19 lần thứ tư tiếp tục gây ra những khó khăn nhất định cho nền kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng. Với thị trường bất động sản, nhiều ý kiến lo ngại trong tình hình này, giá bất động sản có thể khó trụ vững. Tuy nhiên, nhiều nhận định khác lại cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến bất động sản khó giảm dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong đó có việc nhu cầu của thị trường hiện nay vẫn còn đang rất lớn. Ghi nhận cho thấy sau cơn sốt đất hiện tại, giá đất đã hạ nhiệt cùng dịch Covid-19 xuất hiện, đã làm đảo lộn mọi kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, cũng như nguồn cung dự kiến ra thị trường. Điều đó sẽ khiến giá bất động sản giảm trong ngắn hạn hoặc đi ngang. Tuy nhiên, nếu xét trong chung và dài hạn, theo các chuyên gia trong ngành, bất động sản sẽ không có chuyện giảm giá sâu hoặc đại trà. Với những cái dự án kể cả Hà Nội cũng như là các tỉnh, đặc biệt là những cái tỉnh mà công nghiệp, thì chúng ta thấy là cái nhu cầu vẫn rất là lớn, nhu cầu rất là cao. Nên là trong thời gian vừa rồi, kể cả cái sốt đất nó có qua đi, thì cái tính thanh khoản nó vẫn cứ tiếp tục khá là mạnh mẽ. Đặc biệt như là cái đơn vị chúng tôi thì trong vòng 2 tháng qua, thì các cái giao dịch chúng tôi vẫn cứ ổn định, vẫn rất ổn định với các cái dự án mà chúng tôi đủ pháp lý. Theo lý giải của các chuyên gia, nhu cầu bất động sản với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam rất lớn, và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong vòng 15 đến 25 năm nữa. Đồng thời, thị trường lại đang được hưởng lợi nhiều từ việc nút thắt về thủ tục, quy trình đã được tháo dỡ ngay từ những tháng đầu năm 2020, như hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho condotel, officetel, quy chuẩn cho phép diện tích sử dụng của căn hộ chung cư từ 25m². Thêm vào đó, trong bối cảnh biến động hỗn loạn của giá vàng, tỷ giá, lãi suất, thì bất động sản vẫn được cho là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Cái tình hình dịch bệnh chúng ta vẫn nhìn thấy là đang diễn ra, trong khi là cái nhu cầu đầu tư vẫn còn đang rất là lớn. Do đó là và cái kênh đầu tư bất động sản, và đặc biệt là kênh đầu tư các cái sản phẩm liên quan đến đất, vẫn là một cái mối quan tâm lớn với nhiều các cái nhà đầu tư. Do đó là chúng tôi cũng đánh giá là đây vẫn sẽ tiếp tục là một kênh đầu tư hấp dẫn. Dù cho bất động sản được đánh giá là kênh đầu tư và sinh lời hấp dẫn, tuy nhiên theo các chuyên gia, vào thời điểm hiện tại, khi mà thị trường vừa mới qua cơn sốt đất, nhiều người mắc cạn vẫn chưa chấp nhận thua lỗ, mà vẫn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Vì vậy, dù thanh khoản không có, nhưng giá bất động sản vẫn không giảm, do đó để có thể bắt đáy, ngoài việc chờ đợi thêm thời gian, thì người mua cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin của các sản phẩm bất động sản trước khi xuống tiền.